Thưa quý vị, Hội chợ thương mại ẩm thực xứ Dừa diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 là một trong những hoạt động của chương trình tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Điểm nhấn của hội chợ lần này là khu vực trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Đây là cơ hội để các sản phẩm tiêu biểu của địa phương, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP được tiếp cận thị trường. Khu vực trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu trong và ngoài tỉnh có 60 gian hàng, trong đó có 34 gian hàng của các doanh nghiệp OCOP trong tỉnh và 26 gian hàng của doanh nghiệp OCOP ngoài tỉnh. Phần lớn sản phẩm OCOP tham gia hội chợ lần này là các nông sản chế biến, nhiều nhất là sản phẩm chế biến từ dừa như kẹo dừa, mứt dừa, nước màu dừa, mỹ phẩm từ dừa, thạch dừa. Tuy là những sản phẩm khá quen thuộc, nhưng việc tham gia và đạt chứng nhận OCOP từ khâu sản xuất đến bao bì sản phẩm đều được các chủ thể chú trọng, vì vậy các sản phẩm đều bắt mắt và hấp dẫn hơn. Có thể nói, những sản phẩm OCOP tham gia hội chợ lần này chính là phiên bản mới, nâng cấp hơn của các đặc sản xứ Dừa. Ở đây bán văn hè, gian hàng thì bán cũng nhiều, đầy đủ. Đặc biệt là cái đặc sản của Bến Tre mình có nhiều gian hàng trưng mặt hàng rất là đẹp. Sản phẩm thì nói chung là hợp thị hiếu với người tiêu dùng. Nhiều cái gian hàng đẹp, có những cái gian hàng độc đáo, nhất là cái làng nghề truyền thống của tỉnh nhà. Cụ thể như mình đang đứng trước cái gian hàng của Hải Phượng Hiệu Như Ý nè, chanh muối đắt. Đó, hàng thì coi như là nhìn thấy á, mình chưa thử nhưng mà nhìn cái hình thức bên ngoài là hàng chất lượng, hàng OCOP từ 3 cho tới 4 sạc. Ngoài thực phẩm, nổi bật trong các sản phẩm OCOP của Bến Tre còn có nhóm sản phẩm chế biến sâu như mỹ phẩm. Nếu như trước đây việc chế biến mỹ phẩm phổ biến ở các công ty doanh nghiệp lớn, thì nay tại hội chợ lần này nhiều doanh nghiệp nhỏ cũng đã có mặt. Nhờ vậy, nhóm hàng này khá đa dạng với nhiều sản phẩm trong mỗi dòng sản phẩm. Các chủ thể xem hội chợ là cơ hội để trình làng, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng. Trong cái vấn đề mà xúc tiến thương mại, quảng bá cái hình ảnh của tỉnh Bến Tre là có mở một cái chương trình để cho các cái sản phẩm OCOP á, mình để cho người tiêu dùng ta biết để mà vươn xa hơn. Đó, mới tham gia cái sản phẩm lần này, giới thiệu mặt hàng sản xuất của công ty đó. Ngoài các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu trong tỉnh, hội chợ còn có sự tham gia của nhiều chủ thể đạt chứng nhận OCOP từ các tỉnh bạn, góp phần cho khu vực trưng bày và bán các sản phẩm OCOP thêm phong phú và đa dạng để khách hàng tham quan mua sắm. Năm nay là lần đầu tiên tụi em được dự là thương mại ẩm thực tỉnh Bến Tre. Kiểu như mục đích tụi em đến đây kiểu như là giao lưu học hỏi, chứ là mình giới thiệu những sản phẩm từ đông trùng hạ thảo để cho người dân biết đến công dụng của nấm, để mà người dân biết để sử dụng để góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Đến nay, tỉnh Bến Tre đã tổ chức đánh giá xếp hạng được 131 sản phẩm OCOP của 54 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó có 66 sản phẩm đạt 3 sao và 49 sản phẩm đạt 4 sao, 16 sản phẩm 4 sao tiềm năng 5 sao đã trình Trung ương xem xét đánh giá. Để hỗ trợ các chủ thể tiếp cận thị trường, từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương Bến Tre cũng đã hỗ trợ cho 60 lượt chủ thể tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ các tỉnh thành trong cả nước.